8 điều cần biết khi đi phỏng vấn. Các bạn đã tìm hiểu về công việc mà mình mong muốn, mình chuẩn bị rất kỹ về CV, nộp đơn, apply, và rồi các bạn được gọi đi phỏng vấn. Thì mình cần phải tiến tới buổi phỏng vấn đó bằng tinh thần, thái độ và sự chuẩn bị như thế nào để mình không bỏ lỡ mất cái cơ hội mà mình đã được trao cho. Cho nên trong video clip này anh muốn chia sẻ với các bạn 8 điều. Nó giống như cái checklist vậy đó. Các bạn có thể viết ra và rồi check từng cái một xem mình đã chuẩn bị nó kỹ lưỡng và cụ thể chưa. Ở mỗi cái ý nhỏ đó, có khi có những cái clip chi tiết hơn anh sẽ chia sẻ trong những cái clip khác của mình rồi, các bạn có thể xem thêm. Nhưng đây là một cái giống như một cái tổng quan để các bạn không bỏ sót bất cứ điều gì thực sự cần thiết khi mình bước vào phỏng vấn, trước, trong và sau đó. Điều số 1, đây là một trong những cái quan trọng nhất, là setup mong đợi. Đây là thứ sẽ khiến cho các bạn không bị run khi bước vào trong buổi phỏng vấn. Hãy biết là mình đang đi tìm việc và buổi phỏng vấn là một buổi để tìm hiểu về nhau. Là một buổi rất là win-win. Mình muốn công việc đó và công ty cũng đang cần một người thích hợp xứng đáng để làm. Nên là mình bước vào đó không phải để xin xỏ ai. Cho nên thường là không thích gọi đây là khi nộp đơn là đơn xin việc, đây là đơn tìm việc. Mình không có cầu cạnh ai, mình không có đến để lấy cái gì đó của ai. Mình tới để tìm hiểu về nhau. Nên mục tiêu của mình là gì? Mình sẽ chia sẻ một cách chân thành, rõ ràng và đầy đủ nhất để cho bên kia hiểu đúng về mình. Một cái thứ hai, mình cũng muốn quan sát, tìm hiểu, thậm chí là hỏi lại để mình hiểu đúng về phía công ty. Cho nên hít thở và setup lại cái bài toán ở trong đầu của mình. Nếu mình chẳng có gì ngại ngùng hết, mình có tới lấy gì của ai đâu, mình có xin gì của ai đâu mà sợ, đúng không? Nên là thẳng thớm, hiên ngang, ưỡn ngực mà bước vào để tìm hiểu nhau. Điều số 2, khiêm nhường và tự tin. Khi mình đã bước vào trong đó rồi thì dĩ nhiên mặc dù là tìm hiểu nhau, nhưng mình cũng ở một cái tâm thế đi tìm hiểu về phía công ty, và công ty vẫn là người đang ở cái thế tuyển dụng mình. Thành ra là chúng ta cũng nên khiêm nhường hơn, đúng không? Đừng có nên tỏ ra quá nhiều thứ mà mình đang có và show off và thể hiện. Anh đã từng gặp những bạn ứng viên đi du học bên nước ngoài về, và khi hỏi là em đã từng học ở đâu, rồi em chia sẻ về quá trình đó, kinh nghiệm của em học tập như thế nào, thì có nhiều bạn chia sẻ một cách đầy kiêu hãnh, ngẩng mặt lên trời luôn. Dạ, em đã từng du học ở Singapore về, em đã từng du học ở bên Mỹ về, em ở bên đó rồi học xong ở lại vài năm, sau đó quay về và em ở Việt Nam, em muốn tìm một cái công ty thật là chuyên nghiệp, một cái công ty mà có thể có yếu tố này để em có thể tham gia vào, để em cống hiến cái sức lực mà em đã làm, và chia sẻ ra như thể như kiểu là tôi không phải dạng vừa đâu nha, tôi là du học bên Mỹ về đó nha, tôi là du học bên Singapore về đó nha, với một cái thái độ hơi tự cao. Đành rằng đó là những điểm mạnh, yes, các bạn có thể cân nhắc để chia sẻ nó, nhưng mình chia sẻ nó với một cái thái độ khiêm nhường hơn những cái mình đã có. Không cần phải nhấn mạnh, không cần phải tỏ ra, bởi vì sau cái việc ngày hôm đó nó khiến cho anh và cả những người phỏng vấn cảm thấy hơi kỳ kỳ, và khi lục lại và coi những trường bạn đã học và tìm hiểu kỹ lưỡng hơn thì thấy là chà, đúng là cũng có đi học, bạn này đi học bên Sing, bạn kia đi học bên Mỹ, nhưng mà nhìn lại search cái tên cái trường đó chỉ là một trường tư nhân thôi, có nghĩa là gì, chỉ cần đóng tiền vô là học. Có những cái trường bên Sing các bạn không phải muốn có tiền là học, những trường chính thống thì phải thi đầu vào rất là khó, những trường chính thống bên Mỹ thi đầu vào rất là khó, phải có thực lực mới được vào. Thì ok, thì bạn này có điều kiện bước vào để học, nhưng mà những trường này cũng là những trường rất là bình thường, chỉ cần đóng tiền vô là học thôi à, nó không có gì khó khăn hết trơn á. Rồi mới bắt đầu nhận ra là à, cái người mà càng ít nỗ lực bao nhiêu thì lại càng cố để show off bấy nhiêu. Nên sự khiêm nhường là cái đức tính đến của một kẻ mạnh. Thành ra là mình chia sẻ mọi thứ một cách rõ ràng, rành mạch, nhưng mà nhẹ nhàng, với thái độ khiêm nhường và học hỏi. Tuy nhiên anh thêm cái chữ tự tin để các bạn không biến sự khiêm nhường thành khúm rúm, rón rén và rụt rè. Có nhiều bạn bước từ bên ngoài vào và em bước vào và đi rất là rụt vai của mình lại, đi nhẹ nhàng dạng như là không dám bước vào vậy đó. Và khi có người phỏng vấn bắt tay mình thì em và cúi sát người xuống mà bắt tay với người kia, thì đó là một cái bộ dạng không tự tin chút nào hết. Chúng ta khiêm nhường nghĩa là chúng ta không quá tự cao và show off, nhưng các bạn có quyền thẳng lưng thẳng người, bắt tay có thể hơi cúi tay nhẹ xuống một xíu, đúng không? Nếu mà cần, đó là người lớn tuổi hơn mình, có thể để một tay nhẹ ở đây, chứ không cần phải chào anh thì không cần phải như vậy. Và bước vào cũng không cần phải ngó nghiêng ngó dọc, bước từng bước mà đi thẳng thớm,
chậm rãi từ tốn nhìn cái ghế, kéo cái ghế ra, ngồi xuống và sẵn sàng chờ đợi những câu hỏi từ người phỏng vấn của mình. Điều thứ 3, biết người biết ta. Nghĩa là gì? Muốn biết bước tới đó đừng có bước với sự ngây thơ trong sáng là không biết gì hết. Tại vì có nhiều bạn khi đi phỏng vấn, các bạn đã rải đơn ở nhiều nơi rồi, mình cũng không nhớ cái nơi đó là nơi nào. Và có khi mình nhớ cái tên thôi chứ mình không nhớ nơi đó đã làm cái gì. Thành ra các bạn trước khi đi buổi phỏng vấn, các bạn nên sàng lọc và coi lại là ê, chỗ này là chỗ nào vậy. Có khi mình đã tìm hiểu về công ty từ trước đó rồi thì bây giờ mình hãy coi lại nó kỹ một lần nữa để biết người, biết cái người mà phỏng vấn mình là ai. Và chắc là các bạn đã từng tìm hiểu trước đó rồi nên mình chỉ cần xem lại thôi. Nhưng phòng ngừa trường hợp các bạn không biết xem cái gì thì anh chị cho các bạn một tip rất đơn giản nè. Các bạn cũng không thể nào tìm hiểu research, nghiên cứu rất là rõ về ngành nghề, về những cái thị trường mà bên đó làm, những chiến lược bên đó làm. Sẽ khó mà một cái người đứng từ bên ngoài mà các bạn có đủ cái kinh nghiệm và cái kỹ năng để research sâu về nơi đó, nên cũng không cần biết quá nhiều đâu. Các bạn biết một thứ là gì? Là cái gì mà người ta show lên cho public biết, các bạn phải biết. Nghĩa là gì? Trên website người ta ghi những thông tin gì, hãy đọc và nắm tất cả những thông tin cốt lõi trên đó. Trên những cái social media của cái nơi đó như là Facebook, Insta hoặc là kênh YouTube, nếu có, các bạn đã coi và tìm hiểu kỹ chưa tất cả những thông tin mà họ đưa ra? Vì trong buổi phỏng vấn có những cái mà anh thấy là có hỏi những cái thông tin ở trên website có ghi rồi, rất là đơn giản và rõ ràng mà bạn cũng ngơ ra, bạn không biết. Dù như là em có biết là công ty mình có những cái chương trình, những sản phẩm gì không, thì những cái đó trên website đã có hết rồi. Và các bạn có thể là không hiểu hết là những sản phẩm đó làm cái gì, nhưng mình biết là nó có. Nó chứng minh một điều là gì? Nó chứng minh điều này là người này thật sự quan tâm tới nơi này. Người này thật sự là người kỹ lưỡng, chu đáo, cẩn thận và có research, tìm hiểu trước. Và thật sự nghiêm túc với công việc này chứ không phải là tới chơi chơi. Nên hãy xem là bên đó có những cái material gì, có những tài liệu gì public ra ngoài. Nhớ đọc và tìm hiểu hết. Anh gửi cho các bạn một vài thứ nè. Một, tìm hiểu những sản phẩm dịch vụ ở nơi đó cung cấp. Hai, tìm hiểu về khách hàng, họ cung cấp sản phẩm dịch vụ đó cho đối tượng khách hàng nào vậy. Và cái thứ ba, nhớ coi lại kỹ vai trò, cái job description mong đợi trong cái vị trí tuyển dụng đó là mong đợi một người như thế nào. Họ sẽ làm được việc gì để đóng góp vào trong công ty và sự phát triển của công ty đó. Và các bạn nhìn lại tất cả thông tin đó, nó sẽ cho mình sự tự tin rất là lớn bởi vì mình biết về người. Và cái thứ hai, biết về ta. Nhớ đọc lại CV của mình. Có nhiều bạn viết xong một khoảng thời gian sau mới được gọi đi phỏng vấn và người ta hỏi ồ, trong CV em có viết như vậy, nghĩa là sao, em có thể giải thích kỹ hơn được không? Và có một số bạn ngơ ra. Nên các bạn hãy biết rất là rõ mình, từng câu từng chữ mình đã viết xuống, điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình, những kỹ năng mình nói là mình có. Và nhớ chuẩn bị thêm chứng cứ, câu chuyện nằm đằng sau đó để người ta có hỏi sâu thêm vào thì mình biết được. Bạn nói là mình có kỹ năng giao tiếp tốt, câu chuyện nào chứng minh chuyện đó, kinh nghiệm nào chứng minh chuyện đó. À, em nói là mình có, nếu các bạn nộp vào trong IT thì em thấy là em có kỹ năng lập trình những ngôn ngữ này, ngôn ngữ kia. Kỹ năng lập trình tới mức nào vậy? Kinh nghiệm của mình trong bao lâu? Nó được thể hiện qua những project, dự án nào? Nếu các bạn vẫn còn vừa mới ra trường thôi thì mình đã thể hiện trên con điểm trên những cái dự án nào, môn học nào. Nó phải có cái gì đó để chứng minh cho những thứ mà các bạn đã biết là em có cái này, em mạnh cái kia. Thì một là phải nhớ mình biết cái gì, và hai, nhớ chuẩn bị rất nhiều những dữ liệu thông tin để khi người ta hỏi sâu hơn mình biết để mình trả lời. Và khi mà mình hiểu người, hiểu ta là lúc mà các bạn sẽ bước vào tự tin nhất có thể. Điều số 4, có mặt sớm. Không chỉ có mặt đúng giờ, đã đi phỏng vấn nên có mặt sớm trước đó 10-15 phút. Và để có mặt sớm trước 10-15 phút đó là một kế hoạch, một chiến lược. Bởi vì nhớ là nghe cho kỹ nè, ngày hôm nay các bạn không chỉ là canh giờ là công ty nó nằm ở chỗ này, nhà mình ở chỗ này, thì đi từ đây tới đó khoảng nửa tiếng, không có, nên mình canh thời gian để bắt trước nửa tiếng thôi. Nhưng các bạn không lường trước nhiều trường hợp hơn là trên đường đi có kẹt xe không, cái đường đi này có rắc rối không. Rồi khi tới đó, đó là một tòa nhà, một cái building hay là một cái căn nhà trước mặt tiền thôi. Tại vì building thì các bạn phải xuống tầng hầm bao lâu, gửi xe rồi đi ngược lên lại, cái đó tốn một khoảng thời gian cũng không nhỏ. Rồi có một số tòa nhà sang trọng thì họ phải tới Reway Reception đăng ký trước với tòa nhà để người ta đưa cho mình cái thẻ, mình quẹt qua cái thẻ đó mình mới đi lên được. Và có một số nơi mà để đi tới nơi đó đó, người ta đi làm rất là đông, cho nên là xung quanh thang máy kẹt, có khi đứng đợi 10-15 phút mới lên được. Tất cả những yếu tố đó mà nếu các bạn không tính trước, mình sẽ dễ bị trễ. Và cho dù các bạn không trễ, các bạn tới sát giờ, còn 1 phút nữa là vô phỏng vấn đi,
thì mình sẽ rất là cập rập, mình sẽ không có được sự thoải mái bình tĩnh để relax được. Nên các bạn phải tính hết những trường hợp đó. Cho nên nguyên tắc của anh là gì, trong buổi phỏng vấn thà tới sớm 1 tiếng đồng hồ còn hơn tới trễ 1 phút. Và đây là những cái anh muốn các bạn suy nghĩ ngay từ ban đầu, bởi vì đó là một cái điều nó chứng tỏ mình là người có kế hoạch, có sắp xếp, có lường trước, là một trong những cái tiêu chí cực kỳ quan trọng trong công việc của mình sau này. Điều số 5, ăn mặc phù hợp và tôn trọng. Các bạn phải cân nhắc là mình mặc đồ gì tới buổi phỏng vấn. Trên hai yếu tố, nó có phù hợp với công ty đó hay không, phù hợp với cái nơi mà các bạn tới không. Cái thứ hai, nó phải thể hiện sự tôn trọng đối với người gặp gỡ mình. Bởi vì có hai trường hợp, một là các bạn mặc quá xòe xòa đi, ở nhà bình thường mặc cái gì mặc cái đó, hoặc là mặc áo sơ mi lên không chịu đóng thùng, rồi mặc tấm nhiệm áo thun, mặc cái quần mà rách rồi có đầu lâu đầu la. Có một số bạn nói em muốn thể hiện style cá tính của mình, có chắc đó là thứ cần thiết trong công việc không, có chắc đó là cái ấn tượng đầu tiên các bạn muốn mang lại cho người khác không, họ có thể hiểu làm sao những thông điệp khác không. Hãy cân nhắc yếu tố đó thật là kỹ. Lại có một nhóm người lại là mặc quá là trịnh trọng, áo vest cà ravat bước vào, thì trong khi ở công ty đó có khi người ta đi làm người ta không mặc áo vest, bạn quá trịnh trọng nên bước vào trong buổi phỏng vấn nhìn vô không biết đứa nào đang phỏng vấn đứa nào. Thành ra là mình cần có thể là tìm hiểu trước về công ty đó để biết. Còn nếu mình không biết công ty đó là nên như thế nào hết, thì chúng ta có thể chọn một cái trang phục trung lập nhất có thể, đúng không? Các bạn có thể mặc quần jean ok, nhưng đừng có rách chỗ này, rách chỗ kia. Đừng có để cái quần áo của các bạn gây sự mất tập trung với người khác. Nên hãy suy nghĩ thật kỹ về bộ đồ mình chọn mặc tới với buổi phỏng vấn. Điều số 6, chuẩn bị kỹ những câu hỏi phỏng vấn thường gặp. Bạn có thể giới thiệu về mình hay không, điểm mạnh của bạn là gì, điểm yếu của bạn là gì, vì sao bạn cho công ty này. Có rất là nhiều những câu hỏi mà thông thường người ta chắc chắn sẽ hỏi. Và nhớ trong cách chuẩn bị, đừng có học thuộc câu trả lời, đừng có lên search Google và rồi ok có những câu cách trả lời hay quá, cái này thật là thông minh sáng tạo. Người có phỏng vấn quen họ nghe ra là biết y chang đó không phải là cái câu trả lời chân thành nhất từ phía các bạn. Nên để tìm hiểu những câu hỏi này, các bạn cần phải tìm hiểu tận gốc của nó là tại sao người ta lại hỏi câu đó. Hiểu về phía bên kia kìa, người ta muốn biết cái gì người ta lại hỏi câu đó, và mình nên trả lời như thế nào để người ta hiểu đúng nhất. Hiểu sâu về chuyện đó thì các bạn sẽ tự động có được cái cách trả lời của riêng bản thân mình. Bởi vì thứ quan trọng nhất, người ta không chỉ muốn nghe về câu trả lời, người ta muốn nghe về cách tư duy, người ta muốn nghe về tính cách, người ta muốn nghe về thái độ, về cách trả lời của người này. Không chỉ là trả lời cái gì, what, mà là trả lời như thế nào, how, và sự thấu hiểu về cái why của người đó. Nên các bạn có thể xem thêm những câu hỏi phỏng vấn chi tiết cụ thể trên kênh của anh, làm khá là nhiều những câu hỏi quen thuộc và anh phân tích rất là kỹ vì sao người ta lại hỏi mình câu đó. Hãy hiểu, nắm bắt nguyên tắc và tự đưa ra những câu trả lời cho chính bản thân của mình nha. Điều số 7, tập luyện những câu hỏi phỏng vấn thường gặp. Nghe quen quen nha, cái này mới nói ở ý trước mà không. Chữ khác biệt là gì? Ở phần trên là chuẩn bị. Chuẩn bị các bạn có thể đọc, có thể coi, có thể nghe người khác nói. Nhưng từ mà anh muốn nhấn mạnh là gì? Tập luyện. Đây là thứ anh đảm bảo rất ít bạn làm. Mình coi qua một lần, mình tưởng là mình coi qua là mình nhớ là mình nói được rồi. Mình cần phải tập luyện, practice. Để kêu một người bạn của mình tới và ê mày hỏi tao một vài câu hỏi đi, mày hỏi câu nào cũng được. Và hỏi xong các bạn trả lời xem có trả lời được không. Và anh đảm bảo với các bạn những lần đầu tiên mà các bạn nói ra sẽ ấp úng, rồi sẽ nói lộn, rồi sẽ có nói những thứ không hay, nói dài, nói ngắn. Khi mình làm ra nó khác, thành ra là cần dành thời gian để tập luyện. Và anh biết đây là việc không thoải mái lắm, đây là việc rất dễ, không có gì khó, ok một người hỏi thôi, nhưng nó khiến cho mình không thoải mái, mình chần chừ, mình ngần ngại, mình hay nói với mình là ồ làm cũng được, không làm cũng đâu có sao đâu, cũng đâu có nhiều người làm đâu. Đúng, hầu hết mọi người sẽ không làm, và đó lại càng là lý do để các bạn cân nhắc xem là mình có muốn bỏ cái nỗ lực của mình để làm hay không. Bởi vì phỏng vấn là cuộc chơi xem ai là người phù hợp nhất, nổi bật nhất trong tất cả những người còn lại, đó là sự chọn lọc. Và nếu mình biết là hầu hết mọi người, anh chắc chắn 80-90% mọi người sẽ không có tập luyện gì hết, và mình lại là người tập luyện, ngay cái thái độ đó nó đã cho mình sự tự tin rất là khác rồi. Chưa biết là cái công việc đó nó có phù hợp với các bạn hay không, nhưng cái sự chuẩn bị đó, sự nghiêm túc đó là khiến cho mình rất là khác biệt. Nên chỉ cần làm việc, và việc này rất dễ, các bạn chỉ cần tập trước 1 lần, 2 lần, 3 lần đó đã hoàn toàn khác so với một người chỉ coi, chỉ nghiệm, mình chỉ tưởng tượng trong đầu của mình thôi. Không khó để làm, nhưng nó đòi hỏi các bạn thực sự vượt qua sự không thoải mái của mình để biến việc đó thành hiện thực. Khi đó mình nằm trong một nhóm nhỏ nhoi làm cái việc không thoải mái, nhưng mình biết khi mình làm chuyện đó nó sẽ mang lại cho mình kết quả mà mình thật sự mong đợi. Điều số 8, nhớ check email thường xuyên.
Đối với khi phỏng vấn xong thì thông thường nhà tuyển dụng sẽ có cái thời hạn để mà gửi lại thông tin cho các bạn để biết về kết quả như thế nào. Thành ra là các bạn phải luôn canh chừng xem là cái thông tin nó đã tới với mình hay chưa. Bởi vì anh đã từng biết có một bạn công ty hẹn 3 ngày sau sẽ có câu trả lời, và thế là bạn đó về không đụng tới email hết trong 3 ngày sau mới check. Và có một điều là gì, sau 3 ngày sau mình nhìn lại coi thì mới thấy được là trời, công ty đã gửi cho mình một ngày sau đó rồi. Và khi mà thấy mình không check email và không reply gì hết, công ty cũng có gọi cho mình luôn rồi, nhưng mà đúng là mình có cuộc gọi nhỏ, nhưng lúc đó mình đang ngủ. Và khi ngủ nhìn lại thấy cuộc gọi nhỏ lạ nên là cũng không gọi lại luôn. Và thế là công ty đã chọn một bạn khác mất tiêu rồi, và bỏ lỡ đi một cái cơ hội để đi làm vì cái sự ý y chủ quan của mình. Nếu mình thực sự nghiêm túc, mình phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn để theo dõi cái tiến trình nơi đó như thế nào. Và đó là 8 điều các bạn cần lưu ý. Các bạn có thể viết ra một lần nữa như anh có nói, để xem nó như một cái checklist, là một cái list để mình check. Và khi mình nắm được hết tất cả thứ này rồi, nó cho mình cái sự an tâm toàn vẹn là mình không thiếu một thứ gì hết. Còn mỗi cái ý chuyên sâu, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm cách trả lời thì có thể coi trên cái playlist ở đây, anh làm khá là nhiều những video clip về interview ha. Và nếu các bạn có một cái băn khoăn đặc biệt nào đó liên quan tới chuyện phỏng vấn, cũng có thể comment xuống phía dưới. Nếu đó là câu hỏi hay và mọi người đều quan tâm, anh có thể làm một video clip dành cho các bạn trong những lần sắp tới. Một điều quan trọng các bạn có thể làm là nhấn vào nút subscribe, bật chuông thông báo lên để không bỏ sót những video clip của anh chia sẻ dành cho các bạn.